Rất nhiều tiết mục của đông đảo đội ngũ y bác sĩ đến từ các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đáng nhớ tại giảng đường Blue trắng của trường Đại học Y Dược quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vào tối 4 tháng 8 năm 2018. Chương trình do trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với chi hội Trái tim trên tường, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quỹ Trái tim trên tường là một hoạt động thiện nguyện do các y bác sĩ, cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trong thành phố Hồ Chí Minh sáng lập thực hiện nhằm hỗ trợ các bệnh nhân nghèo. Quỹ thực hiện 4 gói hỗ trợ căn bản gồm hỗ trợ tiền ăn, viện phí, mua bảo hiểm y tế và hỗ trợ khác. Đêm nhạc Blues trắng là một hướng đi mới của chi hội hướng tới đối tượng là các sinh viên nghèo. Là anh em chúng tôi là xuất thân từ cái ngôi trường này ra, cho nên chúng tôi muốn ngày hôm nay chúng tôi có một đêm nhạc quay trở lại trường hát để quyên góp tạo ra một quỹ học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Đó là cái truyền thống của trường y không riêng của Việt Nam mà trên thế giới thì đàn anh luôn luôn hỗ trợ cho đàn em. Những giai điệu quen thuộc một lần nữa được trình diễn trong không gian ấm áp của giảng đường đại học. Qua những giọng hát mộc mạc chân tình, các bác sĩ đã đem đến những giây phút đầy lắng động cho người xem. Bác sĩ vừa chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân rồi lại đồng hành với các bệnh nhân nghèo trong những cái tình huống mà người ta khó khăn thì nó nghĩa cử rất là cao đẹp. Toàn bộ số tiền quyên góp được trong đêm nhạc sẽ được chuyển cho nhà trường để gây quỹ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.